Rồi, hello anh em cô chú nha. Thì bữa nay rảnh rảnh chắc cũng gần chiều rồi. Thì quán lên cho anh em cô chú mình một con siêu phẩm nha. Thì con này là nói chung cũng có cắt rồi, nhưng mà nó còn đẹp lắm nha mọi người. Cực kỳ đẹp luôn mọi người. Con này là con Echo CG330T nha. Con này thì hết có biết luôn nha mọi người. Đẹp một cái thấy nóng lạnh luôn nha. Đó. Con này thì đặc biệt có cái chén đó nè. Người dành cái chén nè. Chén chạy xích đó nha. Trắng phiếu luôn. Đó. Thì em giới thiệu cho anh em nào chưa biết nha. Thì em quán máy bãi thành phố Vĩnh Long. Số điện thoại 092 678 4940 gần cầu đường Trường nha mọi người. Đó, cái số điện thoại cũng là Zalo của em nha. Rồi thì bữa nay lên cho anh em một con tay cục hàng khai thác công suất lớn nha mọi người. Con này nòng bê tông nó mọi người rất là lớn nha. Anh em cô chú nào mà lên cây đoạn dừa đoạn khúc đồ á, hoặc là cắt củi sao đồ ba cái cây mà bự bự á, đó xà cừ rồi đó, thì cây này là gọn nhẹ nha, mà lên cây là cực kỳ làm việc hiệu quả nha mọi người. Con này nó quá là mới rồi. Thì trước tiên thì báo giá với mọi người, thì con này em sẽ bán 2,8 triệu nha, kèm theo một cây dũa, một đồ mổ ghi và một hộp nhớt nha. Đó, cộng xích nó nè mọi người, dòm nè, như mới luôn nha, quá bén luôn, còn bén dữ lắm nha mọi người. Xích riêng Oregon vô. Rồi thì con này chắc họ cắt chừng vài mạch họ bỏ thôi. Rồi thì tình trạng con này thì quán không có tả cho mọi người nha. Tại vì không có tật lỗi gì đâu nha. Cũng như một cái máy mới nha. Động dây giật nó nè. Đó. Riêng hết toàn tập nha mọi người. Quá trời rồi. Rồi bình xăng con này thì quán chưa có động chạm gì tới hết trơn nha. Thì báo với mọi người, anh em cô chú nào quen thì mình chỉ nói sơ thôi, mình không có tả nhiều chi cho mất thời gian nha. Đó. Rồi thì con này em sẽ bán giá 2,8 triệu nha. Anh em cô chú nào thích cái việc nhắn cho quán. Rồi bây giờ quán test nổi cho mọi người xem nha. Lâu lâu mới có được dịp rảnh để mình lên clip cho anh em á. Tại vì ẩm gà nói chung công việc cũng lu bu quá. Con này em mới có ráp sơ sơ thôi nha, chưa có căn chỉnh lại đâu. Đó, thì con này là rin hết toàn tập nha, núm vú cũng chưa thay luôn nha mọi người. Rồi thì anh em cô chú nào ưng cái con hàng khai thác trên cao tay cục này thì nhắn em nha. CG330T nha. Trời ơi nó mới nè. Thắng bọng còn nguyên nha mọi người. Con này em sẽ bán 2,8 triệu nha. Rồi anh em cô chú nào thích thì cứ việc nhắn cho quán nha. Rồi thì cuối video thì quán xin chúc anh em cô chú mình một buổi chiều thật là vui vẻ nha. Rồi chào mọi người.